Hello, xin chào bạn nhé. Xin chào bạn thân kênh YouTube và sao channel. Đấy, các bạn thấy một tấm pin đang bị vỡ đúng không? Hôm nay mình sẽ có một bài chia sẻ các bạn nhanh về việc các bạn sẽ tiến hành fix lỗ một cái tấm pin bị vỡ. Ra làm sao nhé? Đây, viên pin bị vỡ này. Đấy, rất bẩn đúng không? Bữa pin này là mình vỡ và mình đã tiến hành rửa rồi. Tròn trên nóc nhà dùng rồi nhưng bây giờ là vỡ nó không hết nên mình có cách khác để khắc phục. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn đâu, nhưng mà đầu tiên là các bạn phải vệ sinh đã. Đây. Đang tiến hành lau cọ cho nó sạch đã. Đấy là cái mình đang làm. Các bạn dùng cái giấy này nhá, cọ, bởi vì ngày trước là mình có phun cái chất khác lên, nó tạo thành cái mảng bám như thế này. Đấy, bạn nhìn thấy mảng bám không? Mảng bám này nó không hết được. Bây giờ phải cọ, cọ cho nó sạch đấy. Khi nó sạch hết cái này xong thì bắt đầu mới tiến hành xử lý tiếp. Đấy, như thế này. Cọ sạch cho mình nhá. Mục đích cọ chỉ để cho nó hết cái này này, hết cái mảng mảng này. Đấy, bay sạch luôn. Cái tấm pin sau khi mà các bạn đã cọ sạch nhá thì các bạn sẽ phơi khô, bởi vì cái bề mặt này của nó là đang bị ngấm nước rồi, phải phơi khô đấy nhá. Phơi khô, khô rét cho mình. Đây, như mấy tấm mình đang phơi này, tấm này là tấm dùng chứ không phải là tấm phơi. Kính không vỡ thì không sao cả, nhưng mà vỡ bao giờ cũng như vậy. Sẽ đánh cho nó sạch, lau cho nó sạch đi. Đấy, như mình đang làm này các bạn đấy, thấy mình đang soi gương như này luôn này. Tức là trông nó vỡ cũng ghê nhưng mà nói chung là vẫn dùng tốt bạn ạ. Đấy, mình đang phơi khô nhá. Lau sạch. Dùng cái hôm trước là mình không dùng cái này mà mình dùng cái chổi quét quét ấy, lau nó không sạch được. Phải dùng cái cách này lau nó mới sạch. Đấy, cọ sạch quang luôn. Cọ sạch rồi nhá. Bây giờ cọ xong thì đến phần tiếp theo là dùng giấy lau khô. Lau khối bề mặt đi để xem chỗ nào nó còn bẩn thì cọ tiếp để cho nó sạch hoàn toàn. Đấy, sau phần tấm pin xong thì đến phần này nhá bạn nhá, phần đổ keo. Đồng hồ báo không lại nhìn này. Đặt cốc vào này. Đấy, cốc này thì nó từ khoảng tầm 6.65 6.42 đúng không? Thì bây giờ ấn tắt tay cho tắt tay nó về không trừ bì này. Ok, bắt đầu đổ dung dịch này, trước này. Các bạn xem này. Đấy, mình cho dung dịch nhá. Dung dịch này để tầm khoảng 50 thôi. Đổ khoảng 50 cho bạn nhìn này. Đây là chuyên gia pha chế. Có khi không đủ 50. 36 42 thôi xong phim. 48. Ôi ôi ôi, vừa khít 50. Quá choáng, hết sạch. Thế là hết sạch bạn nhá. 50. Xong một lọ. Tấn tatae cho về không ở chữ bì này. 50 thì cái này sẽ để 150 nhá. Để tôi sẽ đổ 150 cho bạn xem này. Đấy, dung dịch nó sẽ để như vậy. Tức là tỷ lệ 1:3 nhé, các bạn chú ý. Rồi, ta vào đổ nhá. Cái này sẽ là 150, các bạn nhìn cái số trên đồng hồ ấy. Cái này các bạn nên cho vừa phải thôi, tức là cho đủ thôi, không nên cho thừa thiếu. Còn nếu ông nào mà nắm được cái công thức pha chế thì có thể cho thừa thiếu thêm một chút được. Đấy. Rất quan trọng luôn nhá. Để chuyên gia pha chế. 122 rồi. Ôi giời, 129 31 rồi. 38, quả này lòi quả này nữa vượt mốc luôn. Ôi rồi ôi, tôi chết rồi. Lấy đâu ra nước mà cho vào bây giờ. Quay ngược đi. Quay ngược đi, tráng ngược lên nó mới tuột. Rồi, xong. Đấy, thôi cố gắng xem một tí nước là không đổ ra nốt. Thế rồi. Cái dung dịch nó ăn mòn rất là mạnh, bạn nhìn này, vẫn còn tí nước dưới này. Đấy. Đấy, thôi cố gắng 1 2 giọt. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Hết nhá. Xong. Bây giờ ta sẽ ngoáng lên nhá, ngoáng đều lên. Đấy, đảo đều lên nhỉ. Đấy, đảo y như là bột sắn dây ấy. Đảo mất khoảng tầm 2 đến 3 phút, ngoáng liên tục. Đấy nhá, ta sẽ đổ keo vào nhá các bạn nhá, cho vào giữa này, như này. Đấy. Cái tấm pin này muốn tốt thì tốt nhất là các bạn nên cọ cho mình nhá. À, tức là tấm pin cọ sạch cho nó là cái tấm pin nên phơi nắng ấy, cho nó nóng lên. Ông nào mà có điều kiện phơi nắng được thì tốt nhất. Phơi nắng nóng lên bắt đầu tao mới làm cái cách này thì hiệu quả hơn rất là nhiều. Đây, cái này để gạt nhé. Đảo đều keo. Keo trông này thôi mà nhiều lắm ấy. Ông nào mà có điều kiện thì tốt nhất là làm một cái lọ to gấp đôi lọ này, đổ một phát vào là xong, không phải gạt cái gì cả. Cực kỳ nhanh và dễ.
Đây là điều kiện ít, thành ra là cho hơi ít keo, cho nhiều nó chắc lắm bạn ạ, cứng đơ luôn. Ừ. Cái này hôm nọ cho 70 nên nhiều một cái nó khác hẳn luôn. Mẹ gạt nhanh, lướt phát xong. Không chưa? Đấy. Cái này thế mà nó khô cái nó cứng đét luôn. Quá ghê. Không chưa? Rồi. Thôi bây giờ ta đi anh đảo nhé. Đảo đều. Đấy, mà thấy chưa? Ôi. Đảo đều nha. Đảo lung tung. Đấy. Chia ra đảo nhé. Trông nhà thôi nhưng mà nhiều lắm ấy, không phải ít keo đâu. Trông nó lởm tí thôi nhưng mà nhiều keo lắm. Keo của nó mất khoảng 1 tiếng nó mới khô nên các bạn yên tâm. À khoảng tầm 4 đến 3 4 tiếng mới khô. Nên cứ đảo thoải mái, đảo đều, quét đều cho nó xung quanh. Thế các bạn sẽ miết cho mình cho cái keo này nó phủ đều lên nhá. Đây. Keo gần như là phủ đều hết luôn rồi. Bên kia cũng đều, bên này đều rồi. Cái keo này thì mới đầu các ông mà mới phủ ấy thì là nó hay bị tình trạng là phủ chỗ nó có chỗ không, nhưng mà sau một hai lần khi đã quen tay rồi thì thôi rồi mẹ phủ thành chuyên nghiệp luôn ạ. Hiện tại chỗ của mình làm bây giờ là thôi keo coi như là đẹp mê ly rồi. Đấy các bạn nhìn thấy không? Bạn nhìn qua cái gương ngóng ngóng ấy các bạn sẽ thấy đấy. Là keo đã phục phủ đều luôn. Cái keo này có một đặc điểm là nó chỉ ăn một lớp phủ trên đầu thôi. Tức cái lớp phủ đầu tiên các bạn cho vào ấy, là nó ăn chặt luôn, sau đó còn cái lớp trên là lớp màng. Lớp màng nó còn nhiều thì nó dùng nhiều, không thì các bạn chỉ đẩy đi chỗ khác, nhưng mà cái lớp dưới cùng nó vẫn còn. Nên các bạn cứ đảo đều cho mình là được. Đấy, như này. Thôi mình biết này nhá. Mặc dù nó không được đẹp lắm nhưng mà yên tâm là đảm bảo đều keo, chỗ nào cũng có keo. Cái mục đích của cái keo này cái chính là để nó phủ chống nước. Chống nước và ánh sáng vẫn qua thế thôi. Nguyên tắc chính của cái keo này là như vậy. Người ta dùng keo là vì như vậy. Ừ. Còn nếu không thì người ta cũng không cần keo đâu bạn ạ. Đấy, bây giờ mình để nguyên này thôi, cho nó để đây cho nó chống nước thôi, để cho nó khô. Nó khô mất tầm khoảng 24 giờ, tức là mình làm trưa nay thì đến tầm sáng mai là mình mang lên trên nóc nhà mình phơi là mình cho lên sử dụng luôn rồi. Nhưng mà mất tầm 24 giờ bạn nhé. Chứ nó cũng không khô khô ngay đâu. 24 tiếng để nó khô keo. Keo ở phần dưới này còn chưa đổ keo luôn này. Trên này thì tráng rất nhiều nhưng ở dưới này không không tráng mấy keo. Để đang bị phần phần khung dưới này. Khung dưới chỗ này này. Chưa keo mấy luôn. Bạn nhìn thấy không? Cái keo nó dạng keo nhựa nên thành ra là đây, miết thêm tí cho nó ra dưới. Cái chỗ dưới này quan trọng lắm nhé. Cái chỗ dưới này này, cái chỗ dưới này thật ra là cái gì? Chỗ dưới này chính là cái chỗ dốc cuối cùng của tấm pin ấy. Ừ, nó sẽ nằm ở đây. Đấy, tấm pin ra đến chỗ cuối cùng nó nằm ở đây hết này. Đấy. Cho thêm tí keo vào. Ông nào muốn nó khô nhanh hoặc là nó có độ kết dính ấy, đây, chỗ này bạn nhiều đất quá. Cho vào đấy nó hơi nhiều đất tí, bẩn nó không không dùng được. Ừ. Ông nào muốn nó tăng độ kết dính lên thì có thể lấy cái gì nhỉ, lấy cái máy sấy tóc ấy, phụt vào cũng được, nhưng mà sấy tóc thì gần như là hiệu quả nó hơi thấp. Muốn mà nó khô nhanh mà tan hết bọt, dùng ổn định thì tốt nhất là các bạn nên dùng cái máy khò nóng hơn máy sấy tóc. Khò nóng cho mình, phụt. Nhiều ông cũng còn mang cả máy khò thôi cơ. Cái này có cái méo gì này, chờ chút. Cái gì đây? Bọt 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 bọt. Bọt tưởng cái gì cơ. Các cái chấm bọt này nhá. Chấm bọt này thì các bạn không cần phải chọc vào đâu. Các bạn chỉ cần hơi nóng thì ngay tự bọt nó chảy ra, bọt nó tự nổ tung ra là hết. Xong rồi đấy. Thế thôi mình để chờ cho keo khô thôi. Đấy, xử lý tấm pin là như vậy.